đó là chị đi xuống với ta vui con trai của bé tối quá ông nó già ông không có lặng chị mới đi về chị cũng cố gắng kìm hãm cái cảm xúc của mình lại nha để mình cố gắng giữ bình tĩnh và rất là dễ thương đi học là nó thưa chị thưa bà tư con đi học về cũng là thưa bà tư con về ba mẹ nó cũng khổ mẹ nó thì bán dừa ba nó thì bán củ hành với nha rồi mình còn cái đủ cái để mình cung cấp lên trên mạng xã hội đó thì mình coi dừng ra được rồi ha. Rồi nãy giờ mình quay là cái nội dung em nghĩ chắc cũng đảm bảo rồi đó thôi mình sắp xếp người nhiều được rồi, có viết bài đăng bài gì thì cũng nằm trong cái khuôn khổ của quy định của pháp luật em ha. Đây thôi gia đình người ta có đại diện cha mẹ nó thì sơn thôi mày anh nó mày cho đứng cũng được hả mình bạn thế diễn rồi càng thì bên đất rồi tốt nha càng có coi cái giờ hôm trước hay là không có coi giờ gì hết mình chỉ là nít mà mình ấy rồi đi liền luôn mà. Chứ không có coi giờ hết luôn quả thiêu rồi trong ngày luôn quả thiêu xong là cho cốt rồi đem về nhà hay là gửi chùa nghe nói ba mẹ nó thì nghe nói gửi chùa luôn về nhà còn người lớn rồi đâu có thờ phượng nữa nít mà vậy là đưa bé đi quả thiêu đem quả thiêu xong rồi gửi hiện tại thì mẹ của bé mẹ bé tại vì ba mẹ nó là dự định vậy tôi thì chú của ông già nó là ông của nó kêu gọi anh chị em mạnh thường quân á, bên nhóm thiện nguyện của em gần xa ai có thương cảm đồng lòng phát tâm từ bi thì hỗ trợ tiếp gia đình bé giúp bé ra đi thanh thản về giúp bán thuốc trừ sâu ở trên cống bà thứ mình đó chị chỉ gỡ giúp chị 1 triệu rồi cái này là em giúp 1 triệu quỹ từ thiện bên chị Thảo đổ cho em. Em cũng chất ra em gỡ cho chị trước luôn. Còn 200 ngàn này là của bạn Phan Hoàng TV. Em vô tình em gặp ngoài chợ em kêu gọi thì bạn gỡ cho chị. Giờ trước mắt em tới em trao cho chị 2 triệu 2 này. Rồi em kêu gọi em kêu gọi coi nếu như ai có gỡ tiền nữa cho em á, em sẽ tranh thủ em rút tiền ra em hỗ trợ cho chị. Bà cũng chia buồn cùng chị đừng có khóc. Thôi thương con thì con nó cũng biết mà chắc nó cũng hết cái duyên rồi nên thôi chị đẻ cho nó về với mặt đi à, cho nhóc có trơn luôn nè cái người được việc như tôi mà muốn bắt tôi là sao trời bây giờ đó chị nói em là em làm phước vậy đó mình làm được phước lại phước lại cũng biết rồi chị chứng cho mình đừng có chặn dây đừng có buồn phiền để giúp đỡ gia đình đây mừng lắm bằng em đi xây rồi cũng chùa luôn chị nói sao
em biết nữa là chị mắc ơn gia đình của hai đứa em của chị, thấy không, kệ đi, ta nói gì giờ mình bỏ qua đi, bỏ qua đi, mình đừng có quan tâm chuyện đó, cái chuyện mình giúp được ở đây là mình giúp được em đi hay rồi. Thôi em bỏ qua đi, kệ đừng có nhắc lại chuyện đó nữa. Đúng rồi, đúng rồi, chị nói lại bình thường đi, mình làm phước thì mình cứ nghĩ làm phước đi. Mấy bé Phước Hòa hả? Bé Phước Hòa 8 tuổi. Nè, mấy anh làm được việc, mấy ổng làm được việc không? Nãy giờ người ta vô chưa được 15 phút nữa, người ta kêu gọi 5-6 triệu rồi nè. Thôi đi em ơi, em ơi, bỏ đi em ơi. Nhớ đi vậy em. Đồ bắt tôi mới chịu à. Bỏ đi em ơi, bỏ đi, bỏ đi. Chơi vui vẻ thì chị. Bây giờ mình tới đây mình nghĩ làm phước cho hai đứa em của chị mang ơn em nhiều cứ lắm luôn. Nhớ ơn em nhiều dữ lắm luôn, em đừng có quan tâm đến cái người đó nữa, kệ đi. Chị nghe Long ơi. Ừ thôi thì đâu có, mình đâu có đi đâu nữa đâu, không về trước, cưng đi xuống dưới rồi đi viết chùa, đi vô gặp sư thầy xong là mình về luôn á. Ở đây ai cũng có công việc mà. Long, chị đang kêu gọi kinh phí cho thằng bé trai nó bị chết đuối chứ xong mà gia đình khổ nè, bây giờ liệm là 10 triệu, kinh phí tiêu cũng mười mấy triệu mà cha mẹ mua gánh bán bưng mà giờ đụng cái nỗi đau mất con nữa. Tao vô, mấy đứa nhờ tao vô kêu gọi, tao mới vô có 15 phút kêu được 5-6 triệu bạc rồi, bị công an bắt má, công an đòi nhốt con là đụng má, mấy người phải tốn tiền cơm đó. Công an đòi nhốt tao về phường mới chịu à. Liên hệ chữ thập đỏ ở đây 2 ngày rồi, chữ thập đỏ nào liên hệ đâu mà giúp. Ở dưới cả sao nè, chị mới ra chim đó, tôi cho la Facebook chúng coi ơi. Thôi bây giờ cái gì nè, cưng thị xuống dưới phường Mỹ Thới đi, rồi chị gặp ở đó rồi thắp đụng nhau đi, đi về liền mà, đâu có đi xa, đâu có đi cà keo đâu. Mấy giờ cưng xong? Mấy giờ cưng xong? Rồi vậy 10 giờ rưỡi đợi đi. Không, 10 giờ rưỡi đợi xuống đi chung. À rồi. Trời ơi. Rồi ok. Ừ ừ. Rồi. Có mổ cử thi không? Không hả? Có mổ cử thi không? Có không? Có vô mổ nè. Cảm ơn quý vị người còn mổ nữa. Đã lâu mà. 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 Lại đặng người ta sẵn liệm thôi, không có gì đâu, những cái cân của lại phải không, lau mặt lau mày lại, đặng người ta sẵn sàng liệm, lau cho em sạch sẽ phải không cân, đặng người ta sẵn sàng liệm, em niệm Phật đi, niệm Phật đi cân, niệm Phật đi, còn nó thoát thiêu nặng đi, nuôi ra đây nè, nuôi ra sau lưng nè, sau lưng coi, rồi, niệm Phật đi cân, không có gì hết trơn á. Cô chú anh chị, mẹ của bé Thảo đi xuống để gặp mặt bé Thảo lần cuối. Chị có xuống không? Có nhìn bé không? Nhìn xuống nhìn bé lần cuối đi. Người nhà kìa. Đi xuống nhìn bé đi.
đang khóc ở chợ nó ngồi dưới vậy. Thì có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất người mẹ mất con không? Xỉu nữa cô chú anh chị. Về gia đình nè, đang đi tìm hình để gửi cho bé Hòa cô chú vậy. Nhà cô á hả? Nhà cô á hả cô? Đi hiêu á. Đi hiêu á hả? Bé ra đi. Lên để phạt cho nó luôn kìa. Nó ra đi tiếp đó đi. Rồi đi theo đi. Không có xe. Bé Hòa. Có ổng rồi hợp. Có ổng rồi. Hiếu nó chạy đâu rồi? Đi người nữa đi. Chạy chạy xe. Chạy xe à? Nó đi mua bọc trái cây chưa về nó chạy theo được không? Rồi mấy họ nhảy về nó chạy theo. Mình chạy xe. Chạy xe nhảy luôn đi. Lên đây rồi rồi đó lên. Tiền Hiếu về trái cây vô cho người đó chưa? Hiếu về chưa? Hiếu Hiếu bọc trái cây mua chưa? Rồi. Nó nội xe đâu về, nó nội xe đâu về. Người ta chở chưa về mà. Hỏi coi đi tiền kìa. Đi mau đi ra lại.
Thử bó đó, là cũng được. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Đang cầm theo bó bự rồi. Đang lấy kìa. Đi đó đây, đi đi. Ở ngoài sao chứ? Ở ngoài sao chứ? Ngoài sao còn sống ở ngoài sao? Từ từ. Ở ngoài sao á? Đi đi, đem cái này lấy nó đem đi nhẩm nè. Đem luôn em bó luôn đi anh, đừng rút ra. Thảy lên chở cho nó luôn đi. Thế là dốt đây đưa đi. Nè, có gì, có gì. Có nào có gì chưa?